Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì chiều hôm nay mình có tiếp tục cập bến là một con Amly của Lookman dòng chuyên Class A ha. Đó là L550A. Con này là về trong tình trạng là nguyên thùng xốp ha, nguyên thùng xốp. À, dây nguồn khiển riêng Catalo đầy đủ và thùng là thùng 2 lớp anh em nha. Thùng 2 lớp. À. Thùng 2 lớp chứ không phải là thùng 1 lớp nha. Hàng demo về anh em nha, thùng 2 lớp. Đây, ha, thùng 2 lớp mút xốp bao bọc đầy đủ nha. Đó. Rồi thì hôm trước em cũng có bán một con về Đồng Nai và tiếp tục hôm nay em cập nhật thêm một con mới về cho anh em chơi và giá con này về thì nó so với đợt trước là hơi tăng một chút xíu nè, tăng lên 500.000 giá là hôm trước là 45 triệu thì hôm nay nó là 45.500.000 đồng anh em nhé, 45.500.000 đồng. Máy rất là đẹp ha, hàng demo anh em biết rồi, đẹp keng full phụ kiện ha. Đối với dòng lách A thì anh em thấy là cái đồng hồ nó màu vàng, còn dòng lách AB là dòng đèn màu xanh. Đây là con 550AX á, đại cao hơn một chút. Và trong ngày hôm nay thì em test luôn cái con CD 303 ESA vừa nãy em mới đăng cho bác khách ở Vũng Tàu. Và con lọc xì Victor G312 thì cũng đã có chủ về Bắc Ninh nha. Và con CD thì đã có chủ về Vũng Tàu anh em nha. Rồi. Đây là con Sony và em sẽ test luôn cho anh em nghe thử nha. Thì đối với CD này nó có khoảng 14 bản ha. Giờ em bắt đầu làm lại nè. Top nè. Bấm đi số 1 nè. Play. Đó, giờ test mắt đơn giản chúng ta bấm bản cao cao tí ha. Em bấm số 13 luôn nè. Đây. Nè, mắt đọc ngay. Con này mắt rất là ok. Và hiện tại là em đang đọc cái đĩa chép 5.000 cái ha. Em làm ra nha chứ không phải là đĩa cao cấp đâu. Rồi quay lại nè. Bấm nhạy rất là nhạy và rất là nhanh ha. Rồi lấy đĩa ra cho anh em xem nha. Nè, đây là đĩa Vapitin đĩa đen mà đích mặt vàng. Đây là 5.000 một cái thôi. Đĩa rẻ ha. Con này thì nó không kén đĩa. Rồi mời anh em nghe thử một bản nha. Thì bộ ghép hôm nay gồm có một con CD 303 SA thôi và con Amly Lookman L550A và một đôi JBL L65 Dubai tuyệt đẹp nha. 65 Dubai râu dài hàng nguyên mộc anh em nha. Anh em so đừng so với hàng mông má, hàng bờ hay là những cái hàng khác. Con này là hàng đẹp keng, giá là 70 triệu đồng bao ship toàn quốc cho anh em. Rồi mời anh em nghe thử. Tình mơ ước đã không thành,
cho một kiếp người, uống mãi cho say bao nhiêu túi đầy. Bóng đêm tơi vơi, và còn ai nữa trong cuộc đời. Chỉ có 30W một kênh, đánh $1 75W khủng ha, rất là nức nở lên anh em ha. Anh em đừng có nghĩ phải cần amply công suất lớn mới đánh được nha. Và amply đàn tầm 2 đến 5W cũng có thể đánh được đôi này, rất là ngọt ngào ha. Tùy theo cách chơi của mọi người anh em nha. Và em xin nhắc lại giá một lần nữa. Đối với con amply Lukman L550A nguyên thùng shop ha, hàng demo rất đẹp ha, có giá là 45.500.000 đồng ha. Tới đây em cũng xin kết thúc clip và để tiến hành đóng gói con series 363SA gửi cho bác khách ở Vũng Tàu nha. Xin cảm ơn bác rất là nhiều, bác chốt rất là nhanh luôn anh em. Rồi, xin cảm ơn anh em rất nhiều.